Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tạp chí Người Việt Nam. Và nếu các bạn có 200 triệu đồng trong tay thì các bạn sẽ nghĩ đến mua cái gì để có thể nâng tầm giải trí của các bạn? Nếu là mình thì mình sẽ mua ngay chiếc TV này. Đây là chiếc TV mà mới được LG ra mắt tại thị trường Việt Nam. Nó có tên là NanoCell 8K và đây mình có là một phiên bản với kích thước là 75 inch. Và chiếc TV này thì có gì độc đáo hay là cái độ hoành tráng, độ đỉnh cao của nó như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Và điều đầu tiên các bạn nhận được khi mà sở hữu một chiếc TV khủng bố như này đó chính là một cái kích thước hiển thị rất là lớn, lên tới 75 inch. Vì vậy là những cái chi tiết hiển thị trên đây các bạn sẽ gần như là có thể nắm bắt được hết. Thiết kế là một điểm nhấn của chiếc TV NanoCell 8K này bởi vì nó có 3 viền trái, phải và viền trên rất là mỏng so với cái kích thước tổng thể của nó. Ngoài ra thì ở viền dưới mặc dù là gọi là dày thôi nhưng mà mình cũng thấy là rất hiếm những chiếc TV mà có cái kích thước viền nó đạt tới cái mốc như này. Trên đế của chiếc TV này thì được làm rất là đơn giản, nó chỉ làm một dạng cong và có cái màu xám nòng súng. Vì vậy là nó rất phù hợp với hầu hết tất cả các căn phòng nội thất của các bạn. Các bạn có thể đặt nó ở phòng khách hay là phòng ngủ thì đều rất là hợp lý. Và với một chiếc TV hiện đại ngày nay thì mọi kết nối của chiếc TV đó thì đều nằm ở phía sau. Và mình thấy ở đây là cái mặt sau của chiếc TV này thì nó cũng không quá bị lồi ra so với những cái chiếc TV khác mà mình đã từng trên tay và trải nghiệm. Và bởi vì đây là một chiếc TV 8K, vì vậy các bạn sẽ có một cái độ phân giải nó lên tới 33 triệu điểm ảnh. Các bạn không nghe nhầm đâu, 33 triệu điểm ảnh đồng nghĩa là nó cao gấp 4 lần chiếc TV 4K mà các bạn thường thấy ở trên thị trường. Và để tạo ra độ chuẩn xác về màu sắc thì LG đã sử dụng những hạt tinh thể nanocell kích thước khoảng 1 micromet nhằm lọc bỏ các loại màu xỉn, tinh chế màu sắc để tăng cường độ thuần khiết của phổ màu RGB. Và theo tổ chức VDI chứng nhận thì cái độ điều chế độ tương phản của TV này lên tới 83%, trong khi những cái chiếc TV 8K khác trên thị trường chỉ đạt khoảng 13% mà thôi. Bên cạnh công nghệ NanoCell thì chiếc TV này còn sử dụng hệ thống đèn nền Full Array Dimming Pro và với mật độ đèn dày đặc hơn, từ đó thì việc kiểm soát các vùng tắt mở đèn nền chi tiết hơn giúp TV có thể tạo ra những cái màu đen sâu và độ tương phản thì cũng vì thế mà nâng cao hơn. Và với một chiếc TV với kích thước lớn như thế này thì cái góc nhìn rất là quan trọng bởi vì nó thường được phục vụ rất nhiều người đặt ở phòng khách để cho cả gia đình có thể xem. Vì vậy khi mà nhìn chiếc TV này ở từ góc nghiêng như thế này thì mình thấy cái màu sắc nó không bị thay đổi, gần như là không bị thay đổi. Và với một chiếc TV 8K thì mình không chỉ quan tâm đến tấm nền bên trong hay là đèn nền được sắp xếp bố trí như nào, công nghệ đèn nền ra sao, mà mình còn quan tâm đến cái vi xử lý bên trong của nó như thế nào. Bởi vì như các bạn biết thì cái nội dung 8K trên thị trường hiện nay là rất hiếm, kể cả từ game cho đến phim thì cũng rất là ít. Và nếu mà có thể mua được những cái nội dung đấy thì giá nó cũng không hề rẻ. Vì vậy là những TV 8K hiện nay đều sử dụng cái thuật toán bên trong, sử dụng bộ vi xử lý để có thể upscale được hình ảnh từ 2K, từ 4K lên thành 8K như các bạn thấy ở đây. Vì vậy là vi xử lý là đóng vai trò rất quan trọng khi các bạn lựa chọn TV. Mẫu TV NanoCell 8K này thì được trang bị bộ vi xử lý thông minh Alpha 9 thế hệ 2 và với thuật toán là Deep Learning có khả năng tự động nhận diện, phân tích chất lượng nguồn nội dung, môi trường xung quanh và tối ưu hình ảnh, âm thanh đầu ra. Không những thế thì mẫu TV này còn hỗ trợ các định dạng HDR chính như là Dolby Vision hay là Advanced HDR, mang đến cho người dùng trải nghiệm xem đỉnh cao hơn. Ngoài ra chiếc TV này còn được hỗ trợ những cái công nghệ hình ảnh HFR, có nghĩa là những cái hình ảnh mà nó có cái khung hình cao lên tới 120 khung hình trên giây. Cái điều này các bạn sẽ nhận thấy rõ nhất khi mà các bạn xem những cái nội dung về thể thao như là đua xe hay là bóng đá thì các bạn sẽ thấy nó rất là giá trị. Một điểm đáng giá nữa của chiếc TV này đó chính là nó được trang bị cái hệ thống AI ThinkQ của riêng LG, có nghĩa là các bạn có thể sử dụng Google Assistant hay là Amazon Alexa để có thể sử dụng được những cái câu lệnh thoại bằng giọng nói trên chính chiếc điều khiển của các bạn, và nó cũng sẽ tự học cái thói quen của bạn để có thể gợi ý những cái chương trình hay là những cái app nào các bạn thường xuyên mở chẳng hạn. Và đó là những cái công nghệ rất là tiên tiến. Khi các bạn sử dụng những chiếc TV cao cấp 8K như thế này thì các bạn mới nhận thấy được cái giá trị thực tế của nó. Với mức giá 199 triệu đồng, mặc dù là nó có cao hơn những chiếc TV thông thường, tuy nhiên các bạn nên nhớ đây là một chiếc TV 8K với cái rất nhiều công nghệ bên trong. Vì vậy, đây là một chiếc TV có cái kích thước 75 inch 8K rẻ nhất tại Việt Nam. Trước đây thì khi mà TV 4K bắt đầu ra đời thì rất nhiều người cũng đã hỏi là TV 4K này có cần thiết hay không, những nội dung 4K rất là hiếm. Như vậy thì mua TV 4K để làm gì, đúng không? Và đến bây giờ các bạn hãy nhìn những chiếc TV 4K đang rất phổ biến trên thị trường, và rất nhiều hãng từ nhỏ đến lớn đều làm TV 4K và rất nhiều gia đình đang sử dụng TV 4K. Và TV 8K này thì mình nghĩ là nó cũng như vậy. Quan trọng là cái lộ trình nó sẽ như thế nào mà thôi. Và mình nghĩ rằng cái mức độ phổ biến của TV 8K trong vòng
2 đến 3 năm nữa thì nó cũng không kém gì 4K trước đây đâu. Và như các bạn thấy ở đây thì mình đang để chiếc TV này ở chế độ Gallery Mode, có nghĩa là nó sẽ chuyển qua rất nhiều những hình ảnh về những cái địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra thì nó sẽ còn cập nhật thêm những cái bức tranh nổi tiếng trên thế giới. Và như các bạn thấy ở đây, với cái video chất lượng 4K như thế này thì khi xem trên chiếc TV 8K NanoCell của LG thì mình thấy cái chất lượng nó còn được nâng cao hơn nữa. Màu đen sâu hơn, những cái gam màu nổi ấy, thì nó sặc sỡ hơn và rực rỡ hơn rất là nhiều. Với chiếc TV này thì phong cách của bạn sẽ trở nên đẹp đẽ, hiện đại hơn và có thể cập nhật được xu hướng hơn. Và một điểm nữa là không chỉ ngoại trừ mình mà còn rất nhiều người đã từng sử dụng qua những chiếc TV của LG công nhận, đó chính là cái hệ điều hành webOS của TV LG rất là dễ dàng sử dụng. Và cái giao diện của webOS thì nó cũng rất là trực quan và dễ dàng sử dụng. Và ngay trên chiếc điều khiển này thì các bạn có một nút để ra lệnh giọng nói cũng như là tìm kiếm bằng tiếng Việt rất là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được. Và ngoài ra thì với những chiếc TV của LG thì còn có thêm một cái mục nó gọi là LG Content Store. Ở đây thì LG đã gợi ý rất nhiều những ứng dụng quen thuộc, ví dụ nhạc của Tui, Spotify. Các bạn có thể tìm kiếm ở đây rất là đơn giản và cài đặt. Còn nếu là các bạn với 200 triệu đồng trong tay thì các bạn có muốn sở hữu một chiếc mẫu TV 8K như thế này không? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhé. Mình là Trúc Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Anh Việt Nam.